Vâng ạ, lên 6 cho các bác tầm 40 chiếc xe tự động các bác nhé. Có cả những chiếc xe 5 chỗ gầm cao đấy, và những chiếc xe 5 chỗ sedan. Có cả những dòng xe hatchback, nhiều dòng xe mẫu mã và nhiều chiếc xe đa dạng để cho quý vị khách hàng, cô dì, chú bác, chúng ta có thể lựa chọn. Tầm 70 triệu thôi là chúng ta sở hữu ngay những chiếc xe tự động này mọi người nhé. Vâng ạ, nếu mà mọi người đang có nhu cầu quan tâm về những chiếc xe tự động này thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline, đó là 0906034285 và một số hotline đó là 0397265286 bà con nhé. Nhiều dòng xe mẫu mã đa dạng như là VinFast Fadia này, Rio này, K3 này, Mẹc này, đấy, City này, Vios này, Avante này, rồi là rất là nhiều 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 luôn ạ. Nói tóm lại là nhiều dòng xe mẫu mã đa dạng. Và bà con mình có thể bớt chút thời gian đến trực tiếp vào bên em, một trong những salon lớn nhất khu vực thành phố Hải Phòng. Có mấy con 7 chỗ dưới đây tự động là có hai con thôi mọi người, một con Fortuner và một con Vivan đấy. Nếu mọi người thích con nào đấy rồi thì kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể từng chiếc xe một để cho mọi người chúng ta xem mọi người nhé. Còn bây giờ thì em sẽ không để cho quý vị khách hàng và con cô bác chúng ta mất thời gian, thì bây giờ em sẽ đi quay lần lượt đấy, báo giá này và báo đầu luôn mọi người nhé. Vâng, như chiếc đầu tiên đây là một chiếc xe Kia Cerato được sản xuất năm 2017 mọi người nhé. Động cơ máy 1.6 số tự động biển Hải Dương đấy. Em mua chính chủ luôn mọi người nhé, em mua chính chủ luôn. Thì với chiếc xe Cerato này được trang bị ghế điện mọi người. Em vừa mở cửa ra là ghế điện tự động là thụt vào để làm gì ạ? Để chúng ta bước lên nó dễ dàng hơn. Đấy, được trang bị ghế điện, vô lăng thích hợp này, cửa lock này, đấy, đè lổ, điều hòa auto, rất là nhiều tính năng hiện đại luôn mọi người nhé. Hệ thống gương kính điện cụp xe đây, có cả vị trí nhớ ghế đây mọi người nhé. Cerato 2017, một chiếc xe gia đình sử dụng. Em đang bán với cái giá tầm 401 thôi. Hai vùng điều hòa độc lập, một dàn trước và một dàn ngay học phụ kia mọi người. Đây ạ. Màu trắng rất là đẹp. Em trả góp khu vực Hải Phòng, còn một số tỉnh xa xa thì phải để hỏi ngân hàng thì mới biết được là họ có cho vay hay không mọi người nhé. Đấy, tầm 400, nhưng thường thường là mỗi năm là 400 mà chúng ta dư sức để chúng ta có thể làm trả góp. Đấy, nhưng mà năm nay thì kinh tế hơi khó khăn thì em cũng phải hỏi qua ngân hàng. Tiếp tục đây là một chiếc xe đời cao, tầm tiền thì chỉ có hơn 200 thôi. Chiếc xe Avell được sản xuất năm 2014, động cơ máy 1.5 tự động mọi người nhé. Thì cái dòng xe Avell này thì nó là trước đây là dòng của Daewoo Gencha, và đến bắt đầu từ 2012 trở lên nó không được là dòng Gencha nữa mà chỉ dòng xe Avell thôi đấy, được lên Avell. Nhưng mà Avell thì nó sẽ có nhiều cái tính năng hiện đại hơn, đó là gì ạ? Đó là hệ thống túi khí ABS, được trang bị bộ ghế nỉ nguyên bản này và điều hòa auto nữa mọi người nhé. Chiếc xe Avell này em đang bán cái giá của nó tầm 238 triệu đồng hơn mọi người. Đấy, 2014 số tự động. Chiếc xe Honda City được sản xuất năm 2014, động cơ máy 1.5 tự động biển Hà Nội 30A68845. Xe được mai trên mình nước sơn màu trắng mọi người nhé. Mọi người khu vực Hà Nội cũng như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đó là hai thành phố lớn, mua con này sang tên đổi biển làm sao ạ? Sẽ mất không phải mất 20 triệu nữa mọi người nhé. Bên trong này, đấy. Dòng này thì nó được trang bị đè lổ đây. City thì nó cũng ngang với Vios, nhưng mà nếu mà so với độ thông dụng đấy, thì nhiều người cứ nghĩ là Vios thì nó thông dụng hơn mọi người nhé. City thì cái form của nó nhìn nó cũng khá là thể thao. Giá thành của chiếc xe City này là 336 triệu mọi người nhé. Đấy. Vâng, 336 triệu cho chiếc xe Honda City 2014 tự động mọi người nhé, biển Hà Nội màu trắng ạ. Tiếp tục phía đằng sau đây là một chiếc xe
Kia Rio 209 có đăng ký bánh 211, một chiếc xe gia đình mọi người nhé, một chủ luôn, đấy, biển 88 Vĩnh Phúc, dòng này thì đang nhập hàng máy chấm tư, giá loanh quanh tầm 180 thôi, đấy. Tiếp tục là chiếc xe nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn, Daewoo Lacetti bản series, con này thì bản hiếu này, vì sao ạ? Nó không có cửa lóc mọi người nhé, đấy, màu xanh biển Bắc Giang. Con này về thời gian em cũng rất là lâu lâu rồi, lâu lắm luôn rồi, và em đang cắt lỗ xuống còn có 175 triệu đồng thôi. Đấy, 208 bản thiếu mà chỉ có 175 mọi người nhá. Đấy, bản thiếu nó không có cửa lóc chứ còn bản đủ có cửa lóc cơ. Đấy, 175 triệu cho con này thôi. Tự động, xe nhập, form dáng đẹp, thể thao. À, vâng ạ, 7 chỗ tầm cũng hơn trăm, rất là rẻ. Trước đây mọi người mua cái giá tầm 180, nhưng bây giờ thì mọi người mua với cái giá thì chỉ có 138 triệu đồng thôi. Đấy, Vivante 208 số tự động mọi người nhé, 7 chỗ và thương hiệu của Mỹ ạ. Đây này, à, mọi người xem đây, ghế da xịn sò nguyên bản. Em đang có hai con, một con số sàn. Thì hôm nay em đánh con tự động ra đây mọi người. Hôm nay em quay dàn tự động mà. Đấy, 138 triệu đồng thôi, Vivante 208 tự động. Chiếc xe Toyota Fortuner 2015, số tự động mọi người nhé, 2.7 form mới đây mọi người xem, form của 2015 này, đèn này. Con này thì em đang bán với cái giá là 479 ạ. 7 chỗ gầm cao rộng rãi mọi người nhé, ghế điện này. Đấy. Lót sàn 3D. Và đây, ổ số rất đẹp mọi người. Đấy, màn hình này. Và đây ạ. Xe thì trang bị vô lăng thích hợp mọi người nhé, 8 chỗ rộng rãi. Toyota thì mình cứ nghĩ là 7 chỗ thôi, nhưng mà trong đăng ký đăng kiểm thì chúng ta sẽ vận hành chở được 8 người cơ, nên là khá rộng. Đấy, 215 đây, form mới đây mọi người, 479 triệu, Fortuner 215 mọi người nhé. Gầm cao, máy thoáng, sàn lốp cực kỳ mới luôn, rút hồ sơ rồi. Mọi người vào tên thì rất nhanh và đơn giản mọi người nhé, không phải mất thời gian chờ đợi hồ sơ làm gì nữa. Tiếp tục, trên đây là một chiếc xe thương hiệu của nước Mỹ, Chevrolet Cruze 2015 bản LTZ, số tự động, máy chấm 8. Cái dòng xe này thì đó là dòng trước đây đó là thương hiệu của dòng Daewoo mọi người nhé, và đã được lên ấy, được lên là dòng xe Chevrolet Cruze. Vì hết 2010, dòng Daewoo đã bán thương hiệu dòng Chevrolet rồi. Có một chút cải tiến khi mà sang dòng Cruze này, được trang bị động cơ máy 1.8 mọi người nhé. Con này cũng có điều hòa auto, nhưng mà so với La thì con này nó không có cửa lock. Dòng xe La thì nó có cửa lock, Cruze thì nó không có ạ. Chiếc xe thì mang biển tư nhân, biển Hà Nội. Mọi người khu vực Hà Nội mua con này thì sẽ không phải mất chi phí 20 triệu tiền biển. Và giá rất là yêu thương luôn, 279 triệu đồng thôi. Đây, tương đối cao mọi người nhé. So với một số những dòng xe 215 thì mọi người mua với giá thì nó phải tầm khoảng là hơn 300. Nhưng mọi người mua với cái giá tầm 279, con này là quá hợp lý luôn. Vâng ạ, Kia K3 tự động 2014 bản 2.0 bản full mọi người nhé. Nó sẽ có trang bị giả đèn LED, đèn bi, cảm biến vòng quanh xe, hệ thống gương cục xe, cửa lock. Và một cái điểm phân biệt 0.6 và 2.0 đó là gì ạ? Đấy, ghế điện mọi người nhá. Đấy, hệ thống gương cột xe, một chiếc xe gia đình nên táp đi của nó đây, khá đẹp mọi người. Thì hiện tại chiếc xe K3 này em đang bán là 375 triệu đồng thôi, 2014 bản 2.0. Tiếp tục, đây cũng là một chiếc xe K3 nhưng mà con này bản 0.6 thôi. Đấy, rút hồ sơ rồi mọi người nhé, 215 bản 0.6. Con này thì trước là biển Hải Phòng nhưng mà em rút hồ sơ rồi ạ. Bây giờ thì đa số là những chiếc xe đời cao này mọi người mua thì làm sao, mọi người sẽ phải sang tên đổi biển. Đấy, nên là mọi người mua con nào rút hồ sơ rồi thì nó cũng khá tiện mọi người nhé. 0.6 thì nó không có ghế điện đây, nó cũng có cửa lóc ạ. Màu trắng thì mới đầu nhìn nó cũng rất là sạch sẽ, nhưng mà mọi người đi về lâu về dài thì cũng sẽ chấp nhận là sẽ có một chút xuống màu mọi người nhé. 345 triệu cho chiếc xe K3 2015 bản 0.6 đây. Với chiếc xe đẳng cấp vài tỷ và bây giờ bán với giá thì chỉ có
hơn 300 rồi. Mac GLK 300 2009 với động cơ 3.0 tự động mọi người nhé. Cái này đương nhiên là cũng khá khá là ăn xăng điện đấy. Nhà nào phải thực sự là chịu chơi đấy thể dám cho, hoặc là nhà nào gọi như là kinh tế ổn định đấy, cây xăng thích cái dòng xe sang này, chơi dòng xe sang này thì chúng ta lựa chọn con này thì nó phải là miễn chê miễn bàn mọi người nhé. So với cùng kỳ năm ngoái thì mọi người mua sẽ tầm khoảng là 465, nhưng bây giờ em đang bán với giá thì chỉ có 350 thôi mọi người nha. Đấy, 350 thì chiếc xe mẹ này. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia K3 tự động nữa. Con này thì được sản xuất năm 2015, cũng là bản chấm 6 mọi người nhé. Màu đen biển 19 Phú Thọ. Cảm biến trước, cảm biến đằng sau là nguyên bản. Sàn đèn LED, đèn bi. Giá con này so với con trắng em lấy báo giá thì nó cũng hơi nhỉnh một chút mọi người ạ. Cũng là bản chấn 6 và đời 2015. Con kia em bán là 345, con này em đang bán với giá là 365. Đấy, xe nhật hơn 20 mọi người nhá. Thì cũng tùy vào chất lượng của chiếc xe, mọi người có thể lựa chọn. Đây, đấy. Chiếc xe Vios bản G 2019. Động cơ máy 1.5, bản G là bản cao cấp nhất và form này thì được trang bị 7 từ khí an toàn. Máy eco điều hòa auto mọi người nha. Đăng kiểm 2 năm đây. Đấy. 2 năm nữa mới hết đăng kiểm mọi người. Xài miên man luôn mọi người ơi. Nội thất thì ghế da nguyên bản của nó mọi người nha. Rất đẹp, Vios G. Form này thì được 7 từ khí an toàn. Và giá của con này là 479 triệu đồng. Đấy, 2019 mọi người nha. Đây em có một con ha bản G24 đây. Đây. Vios G2014 nhá. Biển kiểm soát 15A14797. Xe thì có trang bị đèn bi này, nguyên bản mọi người, bản G đấy ạ. Đăng kiểm tháng 4 năm sau. Bên trong của chiếc xe Vios G thì mọi người sẽ phân biệt được là trang bị điều hòa auto mọi người nhé. Bao nhiêu năm sử dụng rồi, như bộ ghế da màu đen nguyên bản đây, chưa bị mất ghế. Vô lăng thích hợp. Đấy. Bản này hai từ khí mọi người. Đấy. Lên form mới thì nó sẽ là của 2018, cuối 2018 và 2019 ạ. Còn kể cả là 2017 hay đầu 2018 thì vẫn là form của 2014 đây. Và giá hiện tại con này em đang bán là 301 thôi mọi người nha. Đấy, 301. Trước đây mọi người mua với cái giá tầm 400 triệu, nhưng bây giờ em đang bán với giá thì chỉ có 301 là em cắt lỗ cũng đã 90 rồi. Đấy, một cái giá của nó là cực kỳ là rẻ luôn mọi người. Với chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2011 tự động mọi người nhé. Con này bản hatchback đây. Đấy, bản hatchback 2011 mọi người nhé. Máy chấm 4 được trang bị máy eco. Đây, đấy. Em đang có hai con, một con màu đỏ và một con màu trắng. Thì là con màu trắng đây. Bên cạnh sẽ là màu đỏ, nhưng mà màu đỏ thì đầu nó sẽ cao hơn một chút ạ. Rút hồ sơ rồi mọi người nhé. Rio 2011 xe nhập 275. Đây con màu đỏ đây mọi người, cũng là bản hatchback đây, 215 mọi người nhé. Tự động, máy chấm 4, biển Hải Phòng 15A38326. Đèn bi đầy đủ này, cửa lóc luôn. Đấy ạ. Đấy. Và giá của chiếc xe 215 này là 335 mọi người nhé. Đấy, vô lăng thích hợp này, ghế da xịn sò đây. Đấy, cửa lóc mọi người nhé. Hệ thống gương cột xe. Dòng này bản hatchback, xe chạy cực kỳ đầm luôn, khá là ok. Chiếc xe VinFast Fadi được sản xuất năm 2020. Dòng VinFast thì mọi người cũng biết là nó là dòng của Việt Nam chúng ta sản xuất ra, nên là cũng được khá là nhiều người tin tưởng đấy, lựa chọn cái dòng xe VinFast này mọi người nha. Order chạy 9,8 mọi người. Bản này là bản nâng cao. Với VinFast thì nó sẽ có hai bản, là bản tiêu chuẩn và bản nâng cao, thì là sẽ bản cao cấp hơn mọi người nhé. Và giá của này em đang bán chỉ có tầm 315 triệu thôi. Đấy. 2020 đời của nó là một chiếc xe lướt mà tầm tiền chỉ có hơn 300 một chút chút thôi mọi người nhé. Vâng ạ, với chiếc xe Kia Morning bản SLX được sản xuất năm 2008, động cơ máy của nó 1.0 mọi người nhé. Đây. Dòng Morning thì
Con này 208 nó được lên điều hòa auto rồi mọi người. Nhưng mà số vẫn là số thẳng, chưa lên zích zắc. Đấy. Lên đời 209 thì nó sẽ được trang bị zích zắc. Con này thì máy eco mà điều hòa auto rồi. Giá thành con này thì cũng chỉ 158 triệu đồng thôi, nhỏ nhắn xinh xắn, thích hợp với chị em phụ nữ vừa đi làm và đưa đón con đi học nhé. Một chiếc xe Kia Morning bản C 2016 tự động 1.25 biển Hải Phòng mọi người nhé. Đèn bi này, xà đèn led này, đấy, hệ thống gương cục xe. Nội thất thì ghế da nguyên bản mọi người ạ, chưa bị mất ghế này, đây tự động vô lăng đây. Điều hòa auto mọi người, màn hình Android, có cả cam hành trình đầy đủ. Hệ thống gương cục xe, một chiếc xe gia đình này mọi người nhìn này. Những phần táp ly khá đẹp mọi người nhé. Thì với chiếc xe Rio này, quên ạ, một chiếc xe SI này thì em đang bán là 275 thôi. K3 nữa, đấy, rất nhiều K3 mọi người, tầm 45 con K3 luôn. 214, 215 và bản chấm 6, bản 2.0 mọi người nha. Có cả tự số sàn nữa, nhưng mà hôm nay thì em đánh dàn tự động thì đương nhiên là không có con số sàn ở đây. 215 tự động bản 2.0 màu đỏ biển Hải Phòng, chói lọi luôn. Đăng kiểm này, đấy, cửa lóc đây mọi người. Và giá của chiếc xe Kia K3 bản 2.0 này là 378 mọi người. Ghế điện bên hàng ghế lái ạ, đều lỗ điều hòa auto, gầy số vô lăng. Đấy. 378 triệu thì đương nhiên là giá không phải là nói 10 bán 10 được. Em vẫn còn bớt và còn thương lượng mọi người nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe nằm với cái thời 2005 thì con này thì đó là một chiếc xe rất đẳng cấp điện, iPhone model mọi người nhé. 2005 đấy, bản V6 mọi người nhé, số tự động. Con này thì động cơ của nó 2.5 thì nó cũng tương đối gọi là cao cao đấy, đấy. Đặc biệt là con này có ghế điện mọi người, mở cửa ra ghế điện tự động là xuống để chúng ta bước vào dễ dàng. Đây, điều hòa auto, màn hình đầy đủ mọi người ơi. Và có cả cửa lock luôn cơ. Chiếc này thì em đang bán là 128 triệu đồng thôi. Ford Mondeo, đấy, 2005, đấy, bản V6 mọi người nha. Biển 28 Hòa Bình. Với chiếc xe thương hiệu của nước Mỹ, vì đây là chiếc xe Ford Fiesta, sản xuất năm 2011 mọi người nhé. Dòng này xe này thì nó cũng chạy rất là đầm luôn. Thương hiệu Mỹ, tôn vỏ dày cứng cáp, bộ khí nỉ nguyên bản. Và em đang trong quá trình cắt lỗ. Cũng con này thì dao động tầm khoảng 230 thôi mọi người. Đấy, 230 cho con này thôi. Trên đây là chiếc xe Vios bản G 2009. Em cũng đang trong quá trình cắt lỗ cực kỳ sâu mọi người. 300 triệu nhưng bây giờ bán với giá chỉ có 250 thôi. Tiếp tục đây cũng là một chiếc xe em đang cắt lỗ xuống. Đấy, Avante 211 tự động bản 2.0 mọi người nhé. Trước đây mọi người mua với cái giá là 319 triệu. Nhưng bây giờ em đang cắt lỗ cực kỳ sâu xuống còn có 245 mọi người ơi. Đây, 245 triệu phân khúc C mọi người nhé. Avante 211 đấy, bản 2.0 mọi người ạ. Thì cái giá này em sẽ không bớt nữa mọi người nha. Đấy. Và em không bao thuốc hồ sơ mọi người, thích thì em sẽ hỗ trợ thuốc hồ sơ vì em đã lỗ rồi. Cái giá này cũng đã cực kỳ rẻ rồi mọi người, thị trường nó bán tầm 206 đấy. Nhưng mà em bán với giá là 245 thì coi như là cắt lỗ thêm một ít nhưng mà nó nhanh trôi. Và em lấy vốn về để em làm vào cái khác mọi người nha. 245 triệu, con này rút hồ sơ rồi nên là mọi người sẽ sang tên nó nhanh thôi, tại vì em chịu rút hồ sơ rồi, quên ạ, con này em tháo biển rồi. Cuối cùng là chiếc xe Hyundai Sirota 2004, đấy, động cơ 2.0 mọi người nhé. Con này thì xe nhập, trước em bán gần 200 nhưng bây giờ em đang giảm xuống còn có 120 triệu rồi. Đấy, ghế điện đầy đủ mọi người. Đấy là tổng cộng là gần 40 đầu xe tự động mọi người nhé. Đầy đủ dòng, đấy, đầy đủ mẫu mã để cho quý vị khách hàng và con cô bác mình có thể tham khảo và lựa chọn. Mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline, đó là 0397265286 và một số hotline là 0906034285. Vâng, chị em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh mua bán của em. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khách hàng và con cô bác ở những video tiếp theo.